Xin kính chào quý vị và các bạn. Celen.vn rất hân hạnh được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hé lộ định hướng sửa Nghị định 24 về quản lý vàng miếng SJC. Nhiều ý kiến đề xuất sửa đổi Nghị định 24 để giảm chênh lệch giữa vàng SJC với các thương hiệu khác. Nghị định 24 năm 2014 quy định Ngân hàng Nhà nước quản lý hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng nhưng không cấp phép nhập khẩu vàng về để sản xuất vàng miếng. Không thể phủ nhận, nó đã góp phần quan trọng trong việc chống vàng hóa, chống đô la hóa nền kinh tế và nâng cao giá trị tiền đồng giai đoạn 2012. Nhưng sau hơn 10 năm thì kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát thì nhiều ý kiến đề xuất cần sửa đổi Nghị định 24 theo hướng thị trường hơn để giúp giảm chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng các thương hiệu khác. Nguồn cung vàng và nguyên liệu bị hạn chế đẩy giá vàng SJC có thời điểm chênh lệch với thế giới lên tới gần 20 triệu đồng trên lượng. Chiều mua vào bán cũng từng lên tới 3 triệu gây ảnh hưởng tới toàn thị trường vàng Việt Nam. Kéo theo đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất vàng cũng gặp khó khăn khi tìm vàng nguyên liệu với những biến động mạnh mẽ của vàng. Đặc biệt là SJC trong những ngày qua, nhiều ý kiến cho rằng cần phải chỉnh sửa Nghị định 24, đặc biệt sau công điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng ngay trong tháng 1 năm 2024.